Thì bữa nay con này mình sẽ đổi chút ngoại hình cũ của nó như xưa nha. Đưa giả nó vô là đúng của nó đó. Con này anh em có thiện chí mua thì cứ điện trực tiếp đi, mình báo giá tốt cho anh em. Cục máy, ngoài ra cục máy mình là bao zin nha. Bốn chưa làm, nồi đầu chưa gớt, bốn chưa làm luôn. Còn dàn lông ngoại hình thì khỏi bàn nha, đẹp bóng lông lanh luôn. Thấy ra cái vỏ còn mới quá. Con này thì mình đang lên cái cặp mâm bu chờ 2022 nha, 2021, lộn 2021. Vỏ là chưa có nại luôn nha, vỏ nguyên zin. Ở phía sau cũng vậy anh. Sau cũng vậy luôn. Vỏ màu ga chùm chỏm nè, nè quay coi đây. Rồi thấy cái hộp sên này thấy cũng còn mới quá ta. Cái này thay luôn hay là zin của nó vậy anh? Hay là sơn lại? Con nó zin, anh sơn lại mà sơn đẹp lắm. Sơn lại. Tại vì xe dọn gia đình nhà chạy. Ngoài ra thì cái bộ tem này thì mình tem ba lớp nha, thứ xịn nhưng mà mình chế ra chứ không phải là tem theo xe. Mình phối màu với phần lần trước luôn nha. Quay lại đây coi. Rồi các chức năng trên xe sao anh? Các chức năng trên xe là đầy đủ zin luôn. Nè quay đây coi. Giá đèn thiệt đẹp luôn. Giá đèn là khỏi chê luôn. Ngoài ra mấy cái này là mình phối màu nha. Rồi em qua đây coi. Cây bô là rất đẹp nha. Bô cần hán vừa đạp nhìn là khỏi chê luôn nha. Thì bộ đem đây là mình phối cho anh em đi theo tiệp với cái màu này. Anh em nào thích liền ký mua thì mình đã báo giá cho anh em nào đam mê đó thì mình nhường để chơi. Tại vì mình quá cho nhiều xe rồi, nên anh em nào thích thì mình nhường lại. Với hình như cái con này cái biển số cũng dễ nhớ phải không? Con này biển số cũng dễ nhớ, biển số cũng đẹp lắm. Rồi để quay cho mọi người xem ha. Đây. Tam qua 5 với tam qua 1 ha. Cộng thêm cái số đầu là Lộc Phát. Rồi ai có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cửa hàng nha, số điện thoại ở phần mô tả. Tiếp theo mình giới thiệu cái dàn bên trong đi anh. Hello. À, buồn quá. Thì giới thiệu cái con này, con trong thì sao anh? Con trong chưa. Chưa ha. Chỉ cặp này thôi, cặp này giờ quá trời bụi rồi. Thì ngoài ra còn hai con này cũng thanh lý nha. Con này thì anh em đều có thiện chí cho mình bớt con này là còn 21 năm nha. Tình trạng xe là sao anh? Xe như là bao im bao chắc á. Dàn chân còn luôn. Rồi ai thích dòng xe ghim thì liên hệ cửa hàng nha. Rồi qua cái con 135 này anh. Con 135 này thì bao ghim nha. Xe con này thì bảo ghim cho anh em nha. Con này tại vì xe cầm thanh lý ra thì nó hơi bụi bặm vậy đó. Nói chung về cái dàn áo thì nói chung gần như mới nha mọi người, không có chạy xước luôn nha. Còn cái vấn đề máy móc thì mọi người cứ yên tâm ha, cửa hàng đảm bảo ghim. Rồi có chưa? Gì thì liên hệ trực tiếp cửa hàng nha. Rồi cái con này thì sao anh? Cái con này con này con 135 này thì cũng bao ghim luôn. Nói chung con này là như xe mới nha. Tại thấy nó hơi bụi đây, tại cái đường mình là bụi quá. Với cái vỏ rồi cũng còn rất là mới không rồi đây nè. Ừ. Dài còn cao ha. Với cái đĩa nó cũng chưa mòn nha mọi người. Bao zin bao chưa dặm tốt gì hết trơn luôn nha. Dàn áo thì gần như mới đó, không có chạy xước liền lạc cứng cáp. Rồi cái phần máy móc tiền sao anh? Phần máy móc thì ở đây thì cái này là mình bao zin cho anh em vô hãng test luôn. Nồi chưa gớt, máy chưa làm. Đầu chưa gớt luôn. Rồi qua con quy sành này luôn anh. Con này có quy sành chưa em ơi? Con này chưa hả? Ờ. Rồi con qua này. Con này luôn. Con này thì chạy mới 6.000 thôi. Con này thì bảo anh em mọi hình thức nha.
Con này chỉ anh em chứ, lại chờ giá thôi. Con này nói chung thì anh em chỉ là chờ giá đó nha. Tại vì con này thì chạy một cái 6.000 thôi. Con này mét chạy 6.000 thôi. Mình ở đây thì nói thiệt luôn, mình cầm xe đất về bán mình hành lý thôi chứ xe này tình trạng như xe mới luôn đó. Nói chung là xe chạy 6.000 là rất bình thường, cũng như Hyundai thôi. Mình mua về cũng như mình khỏi Hyundai thôi anh em. Cái vỏ xe còn như là mới nha mọi người. Đây, ra còn cao mà. Ai đến cửa hàng thì sẽ biết ha. Dàn áo thì chưa có một miếng chạy xước ha. Nói chung gần như mới vậy đó. Nói chung hình mọi người xem sao là vậy đó. Ngoài ra thì con này mình báo với anh em là mình bao cho anh em là chạy 1 năm 2 năm gì đó có ăn nhớ. Rồi đem ra mình làm không cho anh em luôn. Là khỏi đấy đem đồng bạc nào chứ, bao luôn á. Cái này cũng như là bảo hành vậy hả? Ừ. Tại vì xe nhưng này mà với điều kiện là mọi người sử dụng bình thường ha. Xe này mình thấy chiếc xe này quá chắc. Nói chung là cửa hàng mà mình lâu lâu mới được chiếc xe như thế này. Tại giá mình ra là bao nhiêu anh? Xe này ra 29 triệu. 29 triệu ha. Chạy mới có 6.000 thôi. So với xe mới thì rẻ hơn trên 10 triệu. Rồi tiếp theo qua cái con hàng phía sau luôn nha. Con hàng phía sau này thì con 27. Con 27 đi thì bản số đẹp lắm, hai thằng tài lượt. Nó quay sao kìa. Bản số là VIP lắm. Bản số thằng tài hả? Nói chung là ok luôn. 797. Rồi hai cái tài lượt. Ba là tài, hai cái tài lượt. 2017 nha. Xe này thì bao anh em đẹp luôn á. Nói chung là xe này mọi người có xài xe thì biết rồi đó. Nói chung ai có một chiếc xe bản số đẹp thì người ta để dành đi cà phê thôi thì được giá người ta bán. Chứ có bản số đẹp thì người ta chạy kỹ lắm, chứ ít làm xe trâu xe bò lắm. Nói chung là xe ai chắc. Ai thích biển số này thì liên hệ cửa hàng nha. Rồi tiếp theo cái con này. Tiếp theo con Vinh này thì 2005. Nói cái là... tình trạng máy móc thì sao anh? Tình trạng máy móc thì là ok luôn nha. Con này bao hồ sơ nha. Con này có bao hồ sơ. 2005 là bao hồ sơ cho anh em ở xa luôn. Rồi, con tiếp theo luôn. Máy móc thì cứ cắn. Con này nói chung là độ gain còn 60% thôi. Mình nhờ nhiều xe quá mình nói nước thôi. Còn con này thì 16 triệu. 16 triệu. Bao anh em máy giữ luôn nghe, cây bô gain còn nghe, lốc giữa chưa trẻ. Bô gain còn lốc giữa chưa trẻ luôn. Rồi con tiếp theo luôn anh. Con tiếp theo thì con đỏ nè. Con bị sàn này nè. Con bị sàn này mới thanh lý luôn. Con bị sàn này thì 28 năm. Bao anh em máy cọp luôn. Ngoại hình thì nói chung là 90% á. Con này đại máy anh nhớ không? Hả? Cái bị sàn này đại máy nhớ không? Đời 2018. 2018 ha. Ừ, máy giữ. Máy bao cọp luôn. Chị em nào thích chiếc này thì liên hệ cửa hàng nha. Mình có bớt anh em nào thiện chí mua đó, lại cửa hàng mua mà có xem qua kênh YouTube siêu thị 68 thì lại nói với mình. Nếu ai xem kênh YouTube siêu thị 68 thì lại là mình nhiệt tình bán cho anh em bớt tiền sang liền. Có giá, chọn giá ha. Tốt cho anh em liền đó. Rồi tiếp theo cái con đó. Con này rồi. 27 triệu. Tình trạng thì sao? Tình trạng xe này con này bao gin bao chắc. Bản số đẹp, bản số sảnh. Xe thì nó đậu hơi sát nhau thì quay không có chi tiết, mọi người thông cảm thì, ha. Thì ở đây mà mình nói với anh em luôn là mình quay xe lên bán mà mình bán cái giá là rất là rẻ, rất ok cho anh em. Tại vì mình chủ yếu là mình đam mê xe đặng rồi mình quay kênh mình thôi. Cho nên là anh em nào lại đây mua xe thì nói xem trên thấy trên siêu thị 68 thì mình cho là giá rất tốt à. Anh em lại đây thì đừng có ngần ngại gì về cái chuyện giá cả. Tại vì á ở đây mình chỉ bán một chiếc xe mười mấy triệu là mình lại chỉ vài trăm ngàn thôi. Có những chiếc bán xả lỗ luôn nha mọi người. Còn tại vì lúc mình nhập luôn thì giá nó cao, còn tới mình bán thì nó đỡ hạ. Bởi vì anh em người ta đi làm hồ làm này kia rồi đó, cực khổ này kia thì một ngày người ta chỉ được 200-300 ngàn thôi, nhưng mà người ta không có
dám nghĩ. Còn mình đây mình bán chiếc xe, thí dụ đi chiếc xe mà 3-4 triệu rồi mình lời 200-300 ngàn là mình bán rồi, thậm chí như không có lời cũng bán luôn, cũng bán xả cho vui luôn. Chủ yếu là mình quay kênh là mình lên thôi. Rồi ở đây là mình tiếp theo con này luôn, con này đó là 20 mấy triệu nghe, mấy gì đâu. Cái này hồi đại mấy, 30 triệu này, hàng xe Hàn Quốc. Sao mà thấy nó như dành cho mấy người mà mập mập quá. Đúng rồi, mấy người mập mập tướng lùn lộn mà lên ngon luôn. Xe này bao máy dữ luôn á. Nói chung là lúc trước là 20 mấy 30 triệu, nhưng mà bây giờ chỉ còn là 8 triệu rưỡi thôi. Thành lý lẹ cho anh em nào, chị em nào có xem kênh trực tiếp á, 8 triệu rưỡi là không bớt nha. Máy zin nha, bao điện cái chạy, điện cái chạy. Cái này của thằng Kimco á anh phải không? Đúng rồi đó, Hàn Quốc Kimco á. Biển số cũng ấy nha mọi người, biển số dễ nhìn ha. Ngoài ra thì con này anh em đừng có sợ, anh chị em đừng có sợ là thay đồ không có nha. Qua xe lông Kim Điệp rồi là nhóc nha. Kim Điệp có bán dòng xe Kimco này nè, xe 50 luôn, xe 50 Kimco có luôn á. Đặc biệt thì mình cũng chia sẻ chỉ anh em, chừng nào có lên đại vị thì mình chỉ là chụp hình thôi. Rồi mình đem lên mua gì cũng có. Cái bô nhìn thấy chóng mặt quá, cái bô quá bự rồi. Cái gì cũng bự bự trên xe này. Nói chung là xe này là cái phân khối lớn, chạy khỏe xe lắm, chạy cầu, chạy dốc rồi. Rồi tiếp theo là mình lên con S135 này nha. Con này là xe Ken nha. Xe này bao anh em mà cọp luôn nè, chưa dặm tốt nè, bản số đẹp luôn. Rồi 23 năm nha. Máy móc thì sao anh? Máy móc là bao zin. Bao zin không dặm không tốt. Bao zin luôn. Còn về cái bên ngoài dàn áo thì cũng như gần như mới ha, không chạy xước hay chỉ có đóng bụi thôi. Bao anh em mà 85-90%. Rồi ai thích chiếc này thì liên hệ ha. Rồi qua con 50 đó đi. Con này thì 9 triệu rưỡi nha. 9 triệu rưỡi máy là đi tít nha. Thì con này mình bao anh em là chắc luôn á. Hai con cũng gần giống nhau mà chênh lệch quá nhiều hay mọi người. Nó khác phân khối. Bao anh em con này là máy chắc nha. Cái này mua để dành để cho con em đi học đó mọi người. Nói chung thì ở đây chỉ còn có một chiếc thôi thì mình mà để đấy thôi. Tiếp theo là con này đi, con 213. Đời GC 213 bánh mâm thắng đĩa nha. Con này thì bao anh em chắc luôn. Bao anh em thì chắc, bao anh em ok luôn nha. Con này máy móc là bao ngon nha anh. Dàn áo thì bên ngoài thì kinh thấy là liền lạc cứng cáp ha, không chạy xước. Rồi còn bên trong thì mọi người trải nghiệm. Còn tiếp theo này, anh em nào thích con Super này thì mình lại cửa hàng xem trực tiếp đi, mình giảm giá cho anh em nha. Con Super này thì máy lên Ken nha. Bao không dặm không tốt luôn. Đó. Ngày ra là mình cũng còn ít con Super nữa nha. Báo con Win đó luôn đi ha. Con Win này 7 triệu, máy là bao dữ luôn. Win đóng chữ lốc Ando không nha, 7 triệu. Các chức năng còn đầy đủ không anh? Các chức năng là còn đầy đủ. Bao. Rồi chiếc bên trong luôn anh, đứt chưa? Chiếc trong đứt chưa? Chiếc trong chưa. Thì tiếp theo mình có thanh lý con Super này nha. Con Super này thì bán cho anh em là bán bằng cái giá lái thôi, 14 triệu. Máy bao zin luôn, bao dữ. Super nồng sắt nha anh em. Thì anh em nào có xài qua chiếc Super này thì nói Super nồng sắt anh em biết rồi. Nó là lúc trước là nó là xe Nhật nha. Lúc trước nó xe Nhật nha. Xe này có lai cái chá nha anh em. Người ta thích cái chá sao rồi người ta lai. Thì anh em nào về không chịu không thích thì xuống cái chá thường. Rồi